Kính chào quý dân cư. Bản tin tuần này, bộ phận kỹ thuật chúng tôi xin giới thiệu về quy trình kiểm tra và chốt số điện nước hàng tháng. Việc chốt chỉ số điện nước hàng tháng thì được bộ phận kỹ thuật chúng tôi thực hiện vào ngày 27 và 28 hàng tháng. Chốt chỉ số điện nước sẽ được chia ra làm 3 phần. Phần 1 là chỉ số điện nước cho khu vực dân cư. Phần 2 sẽ chốt chỉ số điện nước cho khu vực văn phòng. Phần 3 là chốt chỉ số điện nước cho khu công cộng. Và trước khi chốt chỉ số điện nước thì chúng ta sẽ chuẩn bị các đầy đủ các dụng cụ thiết bị, nhất là form ghi biên bản chỉ số tiêu thụ điện nước này và máy ảnh. Tủ công tơ điện của hộ dân. Thì trước khi tiến hành đo chốt chỉ số điện, chúng ta sẽ kiểm tra lại vị trí của từng công tơ. Để thuận tiện cho việc ghi chép chỉ số điện thì kỹ thuật chúng tôi đã cho dán tên từng căn hộ lên công tơ. Sau khi đã kiểm tra thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chốt chỉ số điện. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh để lấy lại. Đây là kích thước nước của bạn. Trước khi tiến hành đo chỉ số nước của hộ dân thì chúng ta cũng kiểm tra lại các công tơ. Đây chúng ta sẽ tiến hành ghi chỉ số nước. Sau khi đã tiến hành ghi chỉ số điện nước thì chúng ta sẽ chụp lại ảnh của đồng hồ để làm cơ sở sau này. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành chốt chỉ số công tơ điện của khách hàng của khu công cộng. Trước khi tiến hành chốt số điện thì chúng ta sẽ cùng với mời bên khách hàng để cùng kiểm tra và chốt chỉ số. Mời anh. Đây là công tơ ba giá của dành cho khu vực công cộng và khu vực văn phòng. Thì trước khi đo kiểm tra thì chúng ta sẽ tiến hành các bước sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định vị trí chính xác của công tơ. Bước hai là chúng ta sẽ quay lại clip. Tiến hành quay clip xong thì chúng ta sẽ cùng với bên khách hàng kiểm tra và chốt lại cái biên bản. Sau khi đã hoàn thành xong công việc chốt chỉ số điện nước trên căn hộ và văn phòng, chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả các dữ liệu liên quan đến số điện nước, bao gồm ảnh và các form kiểm tra vào máy tính của công ty để làm dữ liệu. Sau đó chúng tôi gửi toàn bộ cơ sở dữ liệu này cho bộ phận kế toán để làm đề nghị thanh toán gửi tới khách hàng.